Diễn viên Sam, tôi nhận thấy bản thân là một người khá an toàn, sợ thay đổi. Điều duy nhất giúp tôi thỏa mãn và trải nghiệm được những phong cách mới là những lúc được hóa thân vào các nhân vật trong phim, diễn viên Sam chia sẻ. Mới đây, chương trình ảo thuật sắc đẹp đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Harry Won, diễn viên Sam và chuyên gia trang điểm Nam Trung. Đây là chương trình giúp phụ nữ thay đổi phong cách cá nhân. Tại chương trình tuần này, chuyên gia trang điểm Nam Trung đã hướng dẫn hai đồng nghiệp và khán giả cách định hướng phong cách thời trang cá nhân. Anh nói đến làm đẹp, ngoài việc chăm sóc da, trang điểm thì thời trang cũng đóng vai trò quan trọng. Dù bạn có cố gắng trang điểm cho gương mặt thật đẹp, làm tóc thật lộng lẫy nhưng chọn sai trang phục mà không phù hợp thì cũng đánh mất hết vẻ đẹp cần có trước người đối diện. Trong thời đại hiện nay, việc định hình phong cách cá nhân là một trong những yếu tố quan trọng giúp chị em phụ nữ hoàn hảo hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Sam nghe vậy cũng trải lòng, đối với một người làm nghệ thuật, bản thân tôi luôn muốn được trải nghiệm nhiều phong cách để khán giả luôn thấy những hình ảnh mới mẻ. Trong đó, phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, nữ tính là phong cách khiến tôi thấy tự tin nhất. Tôi nhận thấy bản thân là một người khá an toàn. Đôi khi tôi cũng muốn bứt phá với nhiều phong cách mới lạ nhưng lại sợ sự thay đổi đó. Tôi sợ rằng khi thay đổi sẽ làm hỏng hình ảnh mình xây dựng trong lòng khán giả bấy lâu nay, khiến mọi người không còn yêu thích mình nữa. Điều duy nhất giúp tôi thỏa mãn và trải nghiệm được những phong cách mới là những lúc được hóa thân vào các nhân vật trong phim. Chính vì thế, tôi rất mê diễn xuất. Đó là lý do tôi theo đuổi nghề diễn viên. Trong khi đó, Harry Won lại có sự mâu thuẫn giữa cá tính bản thân với việc chọn lựa phong cách khi xuất hiện trước công chúng. Cô chia sẻ, tôi không giống những nữ nghệ sĩ khác. Tính cách tôi vốn rất nghịch, thích sự năng động, dễ thương, nhí nhảnh. Bởi vậy, tôi rất thích diện đồ cá tính, trẻ con, nhưng lại không hề phù hợp với tôi khi xuất hiện trước công chúng. Tôi bắt buộc phải thay đổi chính bản thân mình. Lúc còn ở bên Hàn Quốc, tôi rất thích làm những hành động cute, dễ thương nhưng gia đình tỏ ra không ủng hộ. Không những không ủng hộ, mọi người trong nhà tôi còn tỏ ra sợ hãi trước những hành động tôi làm. Mọi người thường thốt lên, trời ơi, con mình tại sao lại như vậy? Ngay cả bây giờ, mỗi khi xem TV mà thấy tôi làm hành động dễ thương, gia đình tôi lập tức chuyển kênh ngay. Mọi người muốn tôi đứng đắn, chững chạc hơn. Sau khi nghe tâm sự từ hai đàn em, chuyên gia trang điểm Nam Trung đưa ra lời khuyên. Tôi thấy các bạn dù đã thành công và nổi tiếng trong nghề nghiệp nhưng vẫn có sự nhút nhát và giới hạn riêng, chưa thoát ra được rào cản của chính mình. Tôi khuyên các bạn đừng sợ gì cả, muốn thì vẫn phải thử mới biết được có thành công hay không. Nhiều khi người đưa ra nhận xét chính là người không muốn thay đổi. Bởi cứ giữ một phong cách ăn mặc, trang điểm hay là cách dẫn chuyện thì khán giả cũng sẽ thấy nhàm chán. Chính bản thân các bạn là nghệ sĩ thì phải luôn đổi mới, sáng tạo. Cuối chương trình, khi thấy Sam thắc mắc về việc tẩy tóc từng gây xôn xao cách đây vài tháng, Harry Won tâm sự. Tôi tự thấy tẩy tóc là quyết định sáng suốt của bản thân. Trước đó, tôi từng trăn trở nhiều lần vì chưa bao giờ thử, sợ tẩy tóc nhìn sẽ ghê lắm. Nhưng rồi, tôi quyết tâm phải thử trước năm 40 tuổi và kết quả lại hơn cả mong đợi. Tôi thích thú với màu tóc mới, hình ảnh mới và còn thử thêm những trang phục gợi cảm hơn trước. Dần dần, tôi vẫn tiếp tục trải nghiệm thêm nếu thấy phù hợp. Tuổi thanh xuân của phụ nữ chỉ có hạn, nếu cứ lo sợ thì biết đến bao giờ mới được thử cái mới.